Để mà nói nếu như trồng cây kỳ Hải Nam có điều kiện tốt nhất thì chúng ta trồng cây hồng kỳ. À, bản chất cái cây hồng kỳ là một trong những loại cây mà cây nó có khả năng bật lộc và lớn nhanh. Khi mà trồng, người trồng có thể cảm thấy là nó liên tục ra những cái lộc non mới. Liên tục. Khi nó trồng ra những cái lộc non mới và cái cây này, cái khả năng kháng thể của nó thì nó rất là cao, thường rất ít sâu bệnh. Chỉ duy nhất gặp một vấn đề là sâu ăn lá. Thì đối với kỳ Hải Nam thì hoặc là gió bầu thì tất cả những cây này đều có gặp vấn đề sâu ăn lá là chuyện bình thường. Đó, bởi vì nó là tác động do con vật rồi, do sâu rồi, chứ không phải là do các loại lấm hay là bệnh rồi là các loại côn trùng nhỏ khác. Mà sâu ăn lá thì nó ăn thì không thể tránh được. Nhưng đối với dòng này, cái lợi thế mạnh của nó là cái chùm của nó có một khả năng cái lượng dầu đỏ rất là cao. Các bác có thể để ý từ cái mắt ghép trên này và cái thân của dưới này, hai màu hoàn toàn khác nhau. Và đối với kỳ Hải Nam thì là cây nào hầu như cũng như vậy, nhưng cái dòng này thì cái thân của nó lượng cái dầu đỏ của nó mạnh hơn. Và khi tổn thương này thì chúng ta phải hiểu là xác định là khi bắt đầu nó tạo chùm, thì đa số tất cả những cây chùm đều cho ra dầu đen, đến như cây hồng kỳ cũng vậy. Nhưng trải qua thời gian tích tụ dầu, một lượng chữ dầu rất lớn ấy, mà bắt đầu hình thành tạo chùm, các bác cạo ra thì chúng ta nhìn thấy cái dầu của cây kỳ Hải Nam hồng kỳ này, hay còn gọi cây cờ đỏ này, nó ra một, tức là nó ra cái hẳn cái ánh đỏ, chúng ta cảm tưởng như viên thạch hay viên đá màu đỏ luôn. Nó rất là rõ như vậy, chứ không đen nghịt như dòng vua dầu hay dòng kim sa. Kim sa khi chúng ta cạo thử chùm ra, chúng ta bắt đầu nhìn thấy chùm ở đâu là nó đen ở đấy rồi, đen hắc kỳ, đen đậm lại. Nhưng đối với dòng này thì nó lại đỏ. Đó. Và cái sự khác nhau như vậy, khi mà chúng ta trồng, thì khi mà chúng ta trồng cây hồng kỳ này, thì theo quan sát của chúng tôi và kinh nghiệm trồng của chúng tôi, các bác biết chúng tôi trồng cũng không hề ít, nhưng khi mà chúng ta trồng cây hồng kỳ thì cái khả năng vươn cành, khả năng lớn thì cây này lại lớn nhanh hơn so với những loại khác nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi đánh giá đây là một trong những loại có khả năng vượt trội. Và tôi nghĩ là cái bộ gen và cái rễ của nó, cái cấu trúc rễ của nó là mạnh. Khi trồng cây hồng kỳ, đối với những cây hồng kỳ mà chúng tôi đã từng trồng rồi ạ, thì toàn bộ những cây đó lớn nhanh hơn rất nhiều so với những chủng loại khác. Và tất nhiên khi mà đầu tư cây này thì cái giá thành của nó cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Đấy, và cái câu chuyện thị trường giống bên ngoài bây giờ cũng rất là khó cập nhật. Có những người thì nói là sau này thu hoạch vài trăm triệu một cân. Tôi cũng đã từng nói như vậy, nhưng cái cân đó tôi nói giải thích cho bà con phải hiểu là một cân chìm đó chúng ta phải lọc ra qua rất nhiều cây, chứ không phải là một cây. Đấy. Còn nếu như mỗi một cây thu hoạch sau này, mỗi một cây chúng ta thu hoạch chỉ được đâu đó khoảng độ từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng trên một cây. Đây là giá trị rất thực tế về cây kỳ Hải Nam khi chúng ta trồng. Nhưng cây này, lợi thế của cây này so với những cây khác là tỷ lệ tạo chùm là 100%. Và cái thứ hai nữa, thời gian thu hoạch chỉ trong vòng 7 năm. Tất nhiên thì đối với những cây chùm mà để lâu hơn 8 năm đến 10 năm thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó là câu chuyện mà chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ để các bác, bà con chúng ta nắm bắt được tốt nhất. Đấy, và cái câu chuyện mà khi chúng ta phát triển cây ở Việt Nam thì những dòng nào chúng ta nên trồng, thì hiện nay chúng tôi cũng đã liệt kê ra 8 chủng loại. Thì các bác cứ theo dõi những kênh YouTube của tôi, video của tôi thì sẽ chia sẻ thêm được những cái phần nào góc nhìn mới cho bà con. Thì hôm nay thì các bác có thể thấy là chúng tôi cũng về những lượng cây trực tiếp bên Trung Quốc cũng rất nhiều. Và hôm qua thì tôi cũng có những cái buổi làm việc trực tiếp với những chuyên gia Nhật Bản để chia sẻ với họ về cái cây kỳ Hải Nam và thị trường sắp tới chúng tôi mang đến Nhật Bản những cái sản phẩm chùm mới. Thì tất nhiên thì chúng tôi vẫn hàng ngày làm việc với họ và rất nhiều doanh nghiệp, chứ không phải một doanh nghiệp, để mục đích là chia sẻ những cái nguồn ra đối với các quốc gia lân cận xa hơn và thị trường tiềm năng hơn. Còn tất nhiên thì trước mắt chúng ta vẫn dựa trên nền tảng xuất khẩu đi Trung Quốc là một trong những loại cây sản phẩm chùm, và giá thành ở Trung Quốc họ cũng đảm bảo được duy trì rất là cao. Và cho đến nay thì chúng tôi rất mong muốn là chia sẻ tới các bác những góc nhìn mới về cây kỳ Hải Nam và những loại tốt nhất, nó như là cây hồng kỳ. Và cấu trúc phân biệt lá thì các bác cũng có thể thấy rồi, là dòng lá trước tương tự. Cái ghế này nó yếu rồi, đang ở ngoài vườn đây. Cấu trúc lá trước tương tự thì là lá thìa, và duy nhất thằng này nó khác cái dòng tâm kỳ ấy, là hai tâm kỳ và hồng kỳ lá đều ôm lên, nhưng cái thằng tâm kỳ thì đuôi của nó không nhọn và dài vươn ra như này.
tâm kỳ đuôi hơi cụp, hơi ngắn hơn và lá có hiện thiện bóp bóp vào như này. Đấy, nhưng hồng kỳ thì nó rõ ràng hơn. Đấy, thì cũng mong bác các bác là chúng ta nắm bắt được, chia sẻ cho các bác những cái góc nhìn mới về cây kỳ Hải Nam. Các câu chuyện phát triển thì tôi cũng nói rất nhiều rồi. Thực ra thì cây giống đắt hay rẻ, tiền nào của đấy cả. Mọi thứ trên các nền tảng xã hội thì tôi cũng tham khảo rất nhiều các nhà vườn, các trung tâm. Ở đâu thì cũng nói là cây của mình tốt cả. Tôi cũng không muốn động chạm đến bất kỳ một trung tâm, một nhà vườn hay một công ty nào cả. Nhưng tôi cũng hy vọng là để cho cái thị trường kỳ Hải Nam ở Việt Nam phát triển thì mọi người cũng cố gắng làm sao chúng ta có được những cái thông tin chính xác nhất và mang được những cây giống chuẩn nhất từ nhà máy về. Chứ chúng ta không đi mua, không đặt hộ dân ở giáp biên giới nào. Bởi vì bây giờ cũng có nhiều người Việt là tự ghép luôn chứ còn không đặt ở bên kia nữa. Và tự ghép những cây kỳ Hải Nam ở Việt Nam. Đó. Thì là cũng hàng ngày chia sẻ thêm những kiến thức như này. Và nếu như trồng thì các bác có điều kiện chúng ta trồng dòng này, nhưng tuy nhiên nó sẽ đắt hơn rất nhiều so với những dòng khác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của tôi. Xin chào.